Sáng ngày 17 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023 cho 50 nhà giáo. Giải thưởng có sự đồng hành của báo Sài Gòn Giải Phóng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng cùng đại diện các nhà tài trợ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, giải thưởng Võ Trường Toản do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những cán bộ, quản lý giáo dục, những nhà giáo tiêu biểu, những người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng, biểu dương đến 50 thầy cô giáo vinh dự nhận giải thưởng. Lãnh đạo thành phố mong muốn mỗi thầy cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt cuộc vận động. Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Lãnh đạo thành phố nhận thức rõ, chính đội ngũ cán bộ quản lý và các thầy cô giáo là những nhân tố trực tiếp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện các giải pháp đổi mới của ngành để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế cho thành phố. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giáo dục đào tạo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, người lao động toàn ngành sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, kiên định với đường lối đổi mới, luôn giữ cho mình tâm sáng, xứng đáng là những nhà giáo chân chính của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết, dù mỗi bậc học có khó khăn, vất vả riêng, nhưng các thầy cô đã nỗ lực sáng tạo không ngừng, chung tay vun trồng nên những thế hệ học sinh có đủ đức, trí, thể, mỹ, sống có hoài bão, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Trong không khí hân hoan của kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, và cũng là lễ trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản cho 50 thầy giáo, cô giáo đã có nhiều cống hiến với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố. Các thầy cô là những tấm gương lan tỏa sự nhiệt huyết, gắn bó với nghề, xin được tri ân những cống hiến thầm lặng của quý thầy cô. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố cũng xin ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm của các thầy cô, cán bộ quản lý, nhân viên, các cơ sở giáo dục. Chia sẻ tại buổi giao lưu, cô Võ Thị Tuyết, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết tật cho biết, bản thân cô rất trăn trở việc làm sao để hỗ trợ giúp cho trẻ đồng hành được với mình, để dìu dắt trẻ có một cuộc sống chất lượng và tốt đẹp nhất. Chuyên môn dù có giỏi đến đâu, nhưng thầy cô giáo không có lòng nhân ái, không yêu nghề, không chấp nhận khuyết tật của trẻ, không kiên nhẫn, bao dung, đồng cảm và thấu cảm với trẻ và phụ huynh, thì không thể nào làm được. Dù là người khuyết tật, nhưng bản thân cô không hề cảm thấy thiệt thòi mà tự hào vì những việc mình đã làm để mở ra cánh cửa khác giúp thay đổi cuộc đời trẻ khuyết tật. Ngày hôm nay thì nhận được giải thưởng Võ Trường Toản rất là hạnh phúc và niềm vinh dự cho bản thân tôi và gia đình và cũng như là nhà trường Lý Phong. Bản thân tôi thì có một cái tâm niệm là tôi mong là tất cả các thầy cô, coi học sinh là không bao giờ có hạnh kiểm yếu và học lực yếu, mà chúng ta chưa có tìm một cái nguyên nhân vì sao hoặc tâm lý của các em học sinh và từ đó đưa ra giải pháp. Nếu chúng ta mỗi thầy cô giáo đều có một cái tâm niệm như vậy thì sẽ giúp cho các em học sinh sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Gửi thông điệp cho tất cả các thầy cô là tất cả chúng ta phải thương yêu học sinh như chính con em của mình. Và nếu được như vậy thì các em học sinh sẽ thương mình nhiều hơn và các em học sinh sẽ học tập tốt hơn. Tuy rằng đi dạy 30 năm nhưng mà hôm nay được giải thưởng cao quý này thì nói chung rất là hồi hộp và rất là vui, hạnh phúc. Mình làm nghề chồng người thì tôi nghĩ ra không có lúc nào mà điểm dừng. Là giáo viên hay là quản lý như vậy luôn luôn phải học hỏi theo kịp cái sự phát triển của xã hội. Thì lúc bây giờ mình mới có tri thức để mà mình đào tạo những thế hệ học trò sau này nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội mà luôn luôn phát triển như nay và tương lai. Đã bước vào ngành thì chúng ta làm bằng cái tâm, chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe,
rồi để cập nhật kiến thức cho mình để mình hoàn hảo. Bởi vì bản thân mình có hoàn hảo thì mình mới tạo ra những cái thế hệ hoàn hảo sau này. Và luôn luôn phải có một cái đạo đức tốt, ngoài việc chuyên môn tốt, để làm tấm gương cho học sinh noi theo. Mình dạy môn văn và mình công tác được 17 năm rồi. Mình cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc. Qua cái giải hôm nay thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Vì đây là một cái giải thưởng vô cùng cao quý trong cái sự nghiệp giáo dục của thầy cô giáo chúng tôi. Kỷ niệm thì rất là nhiều trong cuộc đời đi dạy của mình. Và nhất là đối với những cái học sinh, mỗi năm mình chủ nhiệm thì còn một cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà có những cái đối với học trò, những em có hoàn cảnh khó khăn mà các em nó vẫn cố gắng đến trường. Và nó coi học trò coi mình như là mẹ, và đó cũng là một cái động lực để mà mình cố gắng hơn trong cái sự nghiệp của mình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng cờ thi đua cho 17 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.